Ngày hôm nay tôi có cái này rất là hay muốn cho mọi người xem. Có biết đó là cái gì không? Đó chính là lịch sử hình thành và phát triển của câu lạc bộ lý luận trẻ UIT. Wow. Đây là hội thi tuổi trẻ với cái môn format Lenin tư tưởng Hồ Chí Minh được diễn ra vào tháng 4 và tháng 5 năm 2023 bởi Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Giáo thành phố Hồ Chí Minh, Đại học Công nghệ Thông tin, Đại học Giáo thành phố Hồ Chí Minh và Đại học Kiến trúc thành phố Hồ Chí Minh, gồm hai bạn là bạn đội tuyển ba năm hai đội thi từ vòng sơ loại cho đến vòng chung kết và bạn cá nhân. Thông qua cơ hội thi này, các thành viên của câu lạc bộ đã học được nhiều kiến thức mới hay và nhận thức sâu hơn về Đảng, về chủ nghĩa Mác Lênin tư tưởng Hồ Chí Minh cũng như là tình hình kinh tế chính trị xã hội của cả nước. Kết quả chung cuộc, đội thi của câu lạc bộ lý luận trẻ đã giành được giải nhất bạn cá nhân và giải nhì bạn đội tuyển. Làn sóng xanh nhẹ, làn sóng xanh đánh dấu sự phát triển và chương trình của câu lạc bộ lý luận trẻ tại UIT. Đây là chương trình thường niên lớn nhất tại UIT trong nhiều năm gần đây, với nhiệm vụ tạo một sân chơi để các bạn sinh viên có thể có tiếng nói của bản thân về các vấn đề nóng hổi về dư luận hiện nay. Trải qua hai tuần thi, đã HKT được xuất sắc trở thành chủ nhân của làn sóng xanh tại UIT. Những dự án cộng đồng, những vấn đề xã hội đã mang đến nhiều sự mới mẻ cho chương trình. Có thể nói làn sóng xanh là một niềm tự hào khi đã thành công tất cao tiếng nói của sinh viên trong môi trường IT đầy máy móc. Bản lĩnh, long đục, sáng tạo, toàn diện, xung kích. Tôi là câu lạc bộ lý luận trẻ UIT.